Xin chào cả nhà đang xem video của Ngân nha. Bây giờ là 6:30 sáng, Ngân dậy hồi 5:30, chuẩn bị này kia xong xuôi hết, bây giờ cũng 6:30. Bây giờ mình là sẽ đi dạo một vòng ở một cái con đường khác. Hôm bữa Ngân quay con đường qua sông Cái Cổ Chiên rồi, hôm nay Ngân sẽ kiếm con đường khác, Ngân quay cho cả nhà xem nha. Mình khám phá coi những cái con đường ở quê có gì, quay cho cả nhà xem nha. Lỗi xình từ tới nhà ngang xuống đây nè, nói chung là cũng né né mấy cái chỗ khô khô mà lội cũng không đến nỗi nào. Hôm qua mưa quá trời, ngân về quê từ hôm nay cũng lâu lâu rồi mà ngân tranh thủ ngân quay video, làm kịp thì làm, còn không kịp thì mà lên phố ngân làm từ từ tranh thủ quay cả nhà. Ở đây chút mình quẹo phải vô con đường nhỏ phía bên tay phải nè, nó bên kia sông. Sáng sớm mình nhìn lục bình trôi cũng thích quá ha. Hôm qua mưa cả nhà, sáng nay không khí nó còn hơi lạnh lạnh á, mát dữ lắm, mát luôn. Này mình quẹo qua đây rồi mình ta phải mình lại vô cái con đường mòn nhỏ cho mình. Nay còn tính quẹo xuống sông Cái Cổ Chiên mà đi, bữa hổm đi ngược lên, bữa nay tính đi ngược xuống. Nhưng mà sáng nghe ở quê người ta mở nhạc quá trời luôn, nghe dân dẫn ở ngoài phía đó nên không có dám đi. Bữa khác thì Ngân sẽ quay tiếp. Có bụi tre nè, có hồi lúc mà mới làm YouTube á cũng có quay góc này nè, măng tre quá trời luôn nè. Dạo này chắc hết mùa măng rồi, nhà Ngân cũng có măng nữa nhưng mà sao năm nay không có ăn, từ bữa giờ về không có một nào ăn thôi, không biết hết hay là chưa tới mùa hay là nó qua đợt gì không biết. Này nè, có nè cả nhà, wow nè đó. Đã chưa, đây cũng có một đó nè. Măng này, cái bụi tre này của nhà của người gì á, nhà của người gì ở đây nè. Làm xong quê buổi sáng rất là đẹp ha cả nhà. Có chiếc ghe, cái ghe này không biết chở gì. Thôi là tại chưa có nắng á, chứ nếu mà có nắng á quay video nó đẹp hơn nữa luôn á. Tại vì cái điện thoại nó là mỗi lần mà trời mưa mà âm u u cái là cái điện thoại nó cũng âm u theo luôn, cái màu sắc nó cũng y chang vậy luôn, nó không có lên màu. Coi là con trồng cái gì nha. Đường này hồi trước lúc mà Ngân quay video, hồi lúc mà Ngân mới làm YouTube là chưa có đường bê tông. Hồi đó có con đường đất nhưng mà cũng có đổ đá. Nói chung là không có được ngon lành như giờ. Đây là ở một cái con đường nhỏ vùng quê hẻo lánh ở thôn quê miền Tây, Cù Lao Vĩnh Long nha mọi người. Đường này đường 2 mét, giống như đường trước cửa nhà Ngân vậy, mốt hoàn chỉnh làm xong thì cũng y chang vậy nè, cũng 2 mét. Có xe chạy nữa rồi. Đi bới vậy giọng nói miền Tây nghe đáng yêu dễ thương làm sao, tự nhiên đáng yêu nói không đúng, nghe cái giọng nói miền Tây nghe mộc mạc dễ thương, nghe nó chân chất á. Nhà ai cũng có cái bến ghe vậy nè, hầu như nhà nào cũng có chiếc ghe đi dừa, đi cho cháu đi mụn dừa rồi đó.
chở cho cháu bụng dừa rồi lại về quê Ngân lại bán cho mấy người trồng cây nè. Bưởi bên đây thì mít. Sáng đi lang thang một mình phải chi mà có bà ngoại với bác Xu á, đi nói chuyện nó đỡ đi nói chuyện với lại nó sinh động hơn á, nó đỡ kêu là đỡ gì ta, đỡ gì không biết. Tự nhiên Ngân nói mà Ngân chưa kịp suy nghĩ ra cái từ đó mà nói đại, những khi nhớ thì nói, không nhớ thì thôi. Thế là nó đỡ buồn, nói chung là một mình Ngân nói chuyện thì nó hơi bị thiếu cái gì á, nói chung vậy, kiểu như là thấy nó quên cái từ đó đây. Nè. Mít nè mọi người, chó nè, nhà nào cũng nhà chó, nhà nào cũng có chó. Trời ơi, chó bà, mấy bà chó sủa hay nghe sợ quá. Ồ, người ta nuôi ếch kìa, giăng lưới nuôi ếch hay gì cả nhà. Đó, mọi người ở quê mà giăng lưới chỗ đó là thấy nuôi ếch kìa, biết mà, không biết mà nó đúng kìa, ếch quá trời luôn kìa, nó nổi lên phên trong đó kìa cả nhà. Dạ, tại nó thấy em quay phim nên nó la vậy đó. Dạ. Hình như thấy bác này quen á, kêu em kêu bằng, nãy nhìn không thấy rõ mặt nên em xưng bằng em. Thanh long nè, cái bụi thanh long này lâu đời lắm rồi nè. Hồi đó Ngân với mẹ với bé Xu đi quay cái clip ở đây vui lắm, mấy bà cháu nói chuyện vui lắm. Một mình Ngân thì Ngân hay kiểu nói chuyện hay bị một màu, nó qua nó lại hồi cái không biết nói gì á, thì nó cũng có kiểu đó à, kiểu cách mình nói chuyện mình quen rồi đó. Thí dụ như có bà ngoại với bé Xu nói á, thêm vô thì mình mới suy nghĩ, mình phát sinh ra những cái câu nói hay, mình mới bồi vô nó mới hay được, video nó mới sinh động. Trời ơi, sáng sớm ấy cả nhà, cái mình ra ngoài bộ lộ rồi đi tập thể dục, cái vừa đi vừa hát thiệt là lớn ha, cảm thấy người mình nó thư giãn. Đây là nhà của mợ hay là gì vậy Ngân quên rồi ta, hồi lần Ngân có quay clip ở đây rồi nè. Đi đâu rồi, đóng cửa rồi chứ, có là ở nhà bữa kia Ngân vô rồi đó. Hồi lần mà trồng ở trước cửa một vàng chanh dây luôn, đẹp lắm, làm cái vàng chanh dây mà chanh dây màu vàng á, nó đẹp dữ lắm, nó lòng thòng như quả chuông xuống trong cái vàng mà lòng thòng trái xuống đó, đẹp lắm. Cái dừa lùng nè, toàn dừa lùng thôi, lùng với lùng thôi. Đây là trồng mít nha, đất quê Ngân trồng mít tốt. Dạo đây mình quay mấy cảnh mấy nhà ở quê thì coi cũng vui nha cả nhà. Đây là bác ở đây đang chăm sóc vườn rau kìa. Ý, mình đi ngang mấy cái nhà nào mà có vườn kiểm đồ đẹp vậy chứ mình hồi giả bộ mình hỏi là mình xin vườn quay rồi vậy đó. Dạ ông, ông trồng đậu bún hay gì vậy? Dạ ông biết con không? À, biết con, nhìn mà con biết con không? Bay con thấy không? Dạ đúng rồi. Ừ, thì mà không, ông vô uống nước á. Ủa vậy hả? Bữa mà ông ghé nhà con uống dừa sáp phải không? Ừ, bữa có ông ngoại con á. À vậy là nhà ông ở đây hả? Ừ, đây nè. Dạ, trời. Vậy thôi. con xin con quay vườn rau của ông được không? Hả? Con quay mấy cái vàng này được không? Con quay gì? Con quay chứ. Ừ. Dạ, con quay gì con quay chứ. Dạ, biết con muốn quay gì con quay nè. Dạ. Sáng thấy ở quê mà cảnh quê đẹp quá. Ừ. Đi dạo vòng quay chơi. Hôm qua mấy thằng mặn nó có mặn rộ trong con không? Mùa bão à, hôm qua hôm kia rồi người ta cũng đâu có mặn được đâu. Vậy hả? Vậy trời trời mưa nó có mặn được á. Dạ đúng, ăn chó này dữ không ông? Nó ra đi hú ghê mà dí ghê mà. Đi. Không có đâu ông. Tại nó vậy chứ nó không có gì đâu. Dạ. À vậy nhà ông ở đây ha. À
Đây là chàng đậu bún của ông trồng nè. Dạo dạo chơi cả nhà. Đi. Chết mày à. Vui ha. Cả nhà. Tốt quá chứ cả nhà. Thấy cái điều chưa có cá chắc cũng mới trồng đây thôi chứ cũng không có lâu nè, thấy cũng chưa có cái chèo á, chưa có cái chèo leo. Ở quê ngay ngày sáng hay có kiểu mà mấy ông lớn lớn hay đi dạo dạo vòng vòng sớm cái chắp tay sâu rít rồi này dạo chỉ chỏ này cây kia trồng này trồng kia rồi hồi cái vô uống nước trà uống cả buổi rồi mới đi ra vườn. Này trồng lâu chưa ông? Hả? Cái đậu bún này trồng lâu chưa ha mà? Trồng này chắc cũng tháng mấy rồi. Dạ. Yeah. Thường thường mình trồng chừng mấy tháng mình có ăn không? Nó 2 tháng nó có trái rồi. Con ơi. Dạ yeah, nhanh quá ha. Ờ lẹ. Dạ. Yeah. Con trồng này nó thì vô đâu nó tháng mấy mấy bữa chị ha. Dạ. Yeah. Trồng vậy chứ tới chừng có ăn là ăn không hết á, nó nhanh lắm. Nó chịu bò lên vậy là lẹ lắm. Dạ. Yeah. Còn hồi nhỏ thì nó đựng đựng vậy lâu chứ mà hỏi nó bắt đầu nó lót cái lợn nó bò là nhanh lắm. Dạ. Yeah. Rồi con về chừng nào thì... con đi. Chắc ít bữa nữa con cũng đi. Vậy hả? Dạ. Ông hái rau sớm ha. Sáng hái rau hay gì vậy? Cái gần tơi hay gì vậy? Nấu mùng tơi với ba cái bụng ngót thằng nấu ăn nè. Dạ. Nhà mình có trồng cây ăn trái gì không ông? Thì ông trồng ba mít mà giờ nó tuổi nó hư hết răng rồi đó. Vậy hả? Bộ khó trồng hả? Nó cũng coi ăn chừng 2-3 năm cái bắt đầu hư à. Kỳ vậy ta? Nó lẹ hư. Vậy con đi nha. Dạ. Không làm gì làm đi. Cái bến sông trước cửa nhà ông nè, mà có cái cầu bến nhìn thơ mộng quá chứ, mà có mấy cái chỗ mà cái góc góc á, cái này là mình tận dụng ở cả nhà, cái mình ban ra mình đổ xi măng rồi lên mình tráng á, đó là mình làm cái góc ngồi nhậu, bạn bè rồi tới cái chải bạc rồi nướng rồi ăn, không mát. Bây giờ ông vòng mình cũng không có thấy cái gì mới cả nhà, toàn là toàn mít không à, mít với chuối với bưởi không à, để hồi coi có ai quen không, hồi mình đi tới một chút nữa coi có ai quen không, hú mình vô mình xin mình quay phim chứ không phải hú mình vô tự nhiên có ai biết mình đâu mà hú. Hồi bây giờ thời bây giờ thì sướng rồi, đường xá rồi này kia khỏe khoắn nè, chạy xe rồi im mà đều có một cái là ở đây hình như không thấy đèn đường, ở cái chỗ bên ngoài đúng không thì có đèn đường cảm ứng buổi tối mình chạy ngang cái nó sáng lên, nó phát sáng. Đây là cái cua quẹo nè, đây là dòng sông nhỏ nhỏ, mấy cái dòng sông nhỏ nhỏ này nè nó rẽ nhánh đi ra sông cái Cổ Chiên á cả nhà, mặt bên trái cũng đi ra sông cái mà mặt bên phải cũng vậy luôn, nó chia ra nhiều rẽ nhánh lắm. Ở trong nhà nói chung là ngăn ở giữa ở ngay cù lao á, cho nên là toàn là sông nước không à, mọi người đi đâu cũng thấy sông đó. Ai mà thích cảnh sông nước miền Tây thì về quê ngon chơi với lại trái cây rồi vậy đó, đều không có núi non giống như mấy cái vùng du lịch điểm du lịch khác, ở đây là toàn là sông với trái cây thôi. Có cây buồn ha, hơi buồn ít nhà. Lại đi mình vô trong sâu sâu vô trong mà chứ mình đâu có đi ra lộ đâu, đương nhiên là phải buồn. Vàng bông trăng gừng. Cái này mà có được chiếc xe đạp á, buổi sáng chạy đi tập thể dục. Chạy mấy con đường này giờ nó cũng dễ chạy, cũng ngon quá chứ. Cái lùm nó làm gì cho lật sạc mà thấy nhít nhít nó thấy ớn rồi.
gì ta, ai làm gì đó, hình như ai đặt lò hay là cái gì mà thấy nhúc nhích trong 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 lòng á. Buồn quá, không có ai nói chuyện đây, có mình nói chuyện. Đây là trồng cỏ nè, cỏ cho bò ăn này, hoa mồng gà. Hoa mồng gà này có loại ăn được á, nhưng cũng không nhớ loại nào chính xác nữa, nhưng mà nấu canh ăn ngon lắm. Nó ra nước đỏ đỏ giống như là rau dền đỏ vậy. Hồi đó mà mang lên trồng ở trước gieo trước cửa nhà ngoài á, mà gieo cái hồ đó trồ lên, nó lên nó canh ăn hết luôn. Đây là ngôi nhà xưa nè, xưa thiệt là xưa, kiểu xưa. Phía trong là cái cửa thấy quá trời xưa luôn, có cái cửa sổ mà nó có cái mấy cái bông bông á cả nhà. Đường vắng vẻ quá, chắc ngăn dội dội ngược lại quá ngăn chặn cả nhà ơi. Vắng ghê. Thật là vắng luôn á. Ít nhà ghê chà. Cái ngôi nhà của hình như là của ông Chính, bà Chính bên đó hay sao ta. Đợt trước mà Ngân có đi qua đó, Ngân với mặt hai đi qua đó hái nhổ cải về làm dưa cải á. Hôm Tết, mới hôm Tết này nè. Ở đây là mấy cái gì người ta trồng khoai từ nè. Ủa ơi, chứ trồng khoai từ nhiều nha. Khoai từ với khoai lăng, khoai mỡ á. Nói tới khoai từ cái thèm canh khoai từ ăn với khô nữa, khô lù đù với khô cá ta nấu canh ăn cơm trang. Đi bộ tản bộ cho nó có sức khỏe dẻo dai. Đây nè trái bình bát nè cả nhà. Hồi trước á bổ út ở gần chỗ Ngân chỉ trái bình bát nè, những người mà bị u nhọt á, nướng trái bình bát này nè, lăn nướng cho nó khét khét, ở cho nó vàng vàng khét khét á, cái bọc vô cái khăn cái gì đó, miếng vải gì đó, cái mình lăn lăn vô cái cục u đó, lăn hoài á là nó xẹp. Hình như đó mình bác này ăn được hay sao ta, ngon. Hồi đó giờ Ngân chưa ăn mà Ngân nhớ mãi mãi hình như có người nói ăn được á, không biết phải không nha. Đâu cả nhà thử tìm hiểu ở trên Google coi, thì Ngân muốn biết thì Ngân cũng tìm hiểu cũng được, nhưng mà hiện tại thì điện thoại của Ngân đi đồng vòng, Ngân không có đăng ký 4G 3G gì hết trơn, Ngân không có đăng ký. Sáng ở nhà có nghe tiếng con chim cu nó kêu không? Kêu cúc cu gì kìa. Á? Á? Mà nó kêu nhỏ lắm. Á? Thanh Long nha. Thanh Long ở quê Ngân cần mắc cười lắm cả nhà. Hôm qua giờ Ngân đi biết bao nhiêu chỗ ở ngoài đường đi, Ngân đi dọc dọc ngoài đường á, người ta cũng có trồng. Người ta ham, người ta trồng ở cả nhà, nhưng mà đều không biết cách chăm sóc nha. Không biết cách chăm sóc, giống như là mấy chỗ trồng chuyên nghiệp toàn là mấy cái trái đều đẹp, tí ta tí tẳng bằng cùng tay không à. Còn không, nếu mà nó hơi vậy vậy là nó hư hết trơn à, chứ nó không có bự hơn nữa. Vậy mà cũng trồng. Ừ. Nó trồng dài dài qua thằng gào à. Nghĩ quê Ngân đâu có chuyên nghiệp về mấy cái này đâu. Chút không. Trồng như nó đeo mắc công cực. Nó cũng đeo mắc hết cái gốc trồng cây của mình chứ bộ, lại để mình trồng cây khác, còn trồng bầu bí mình bán còn có ý nghĩa hơn. Cái này nó không có được nhiều trái, đằng nó dây không à, có vàng ổ qua gừng nè. Cây này cái gì ta, cây bơ. Ở quê Ngân là mọi người cũng có trồng bơ, nhưng mà thấy lá nhiều hơn trái. Cái nhà này đang nấu bếp củi nè, nghe mùi khói nè, chắc là đi vòng về quá cả nhà. Đây xong cái chưa, ở đây đi hoài hoài thì cũng vậy thôi, không có gì khác hết trơn. Giờ chắc cũng hết nhà rồi chứ chắc cũng không còn.